Thơm quá à, trạng thái ha, quá thơm luôn. Tối qua ngủ rồi mà phải luôn hả? Dạ ngủ ở đây luôn tưởng à, tức là em không thích phát la em ra đây ngủ hả? Dạ không, tối em thích thiên nhiên à. Em ra đây em thấy cái phản ngô kêu em nằm ngủ luôn, mát mẻ, có thiên nhiên, có ít ộp rồi kiểu chị mà sáng giờ bay quá trời á. Dạ quá trời. Tối ngủ ở đây không cần phải mở lên mấy cái nhạc mà mình hay mở ở thành phố ngủ, mấy cái tiếng nước chảy đó. Tiếng mưa rơi rồi đó. Tiếng mưa rơi rồi. Mấy tay kia ngủ luôn, ngủ kỹ quá ha. Lát nữa thì em với lại Phát La sẽ có một hành trình đi biển. Thì đây, lộ phí đường đi. Ờ, có lộ phí luôn. Có lộ phí đường đi. Yeah. Anh xui mày đuổi nha. Chọn 2 trong 3. Ở giữa. 1. À, em chọn cho anh Phát La luôn đúng không? Đúng rồi. Ok. Rồi. Khi nào cần hãy mở ra. Hãy mở ra. Chết rồi. Được thì con dùng, không được thì do con xui. Chứ thầy không có mặt để mà hỗ trợ con. Thầy Phát La ngủ kỹ lắm nghe. Công tử mà. Công tử thấy trắng phéo không? À, dòng dõi quý tộc đó. Quá trời. Cung đình đó. Thì không. Thế thế này mình mới xác thực. Nó kể mà. Nó gốc Huế. Lo đâu có hay làm bánh bèo, bánh bột lọc gửi qua cho anh. Ôi dồi, bánh bèo lọc Huế hơi bị ngon. Mà nó làm gì hết. Rồi hiểu lý do tại sao vào Sài Gòn luôn rồi. Trụ không được ở Huế. Dạ không chịu nổi. Trụ không được ở Huế bây giờ Sài Gòn. Trời ơi, ở Huế bán bánh bột lọc mà bị che là thua rồi. Quê gốc ba em cũng ở Huế. Ủa gì? À, gọi là nguyên quán bên phía nội hả? Nguyên quán bên phía nội là Huế. Trời đúng rồi. Ủa sao em ở, ở Nha Trang là sao? Mẹ em ở Nha Trang. Ba à, ba em là vô gặp mẹ em mê quá à, mê luôn quá chịu, nó khóc luôn. Hôn luôn, chịu không nổi. Bố mẹ em đang ở Nha Trang. Nó, bố mẹ em đang ở Mỹ. À. Dạ, nhưng mà ấy là hồi xưa đi vô trong này chắc làm ăn hay như thế nào. Vậy là hồi xưa mấy tuổi mới đi Mỹ? Năm 13 tuổi em mới đi Mỹ. Em đẻ ra ở Nha Trang mà. Nhưng mà 13 tuổi là cũng lúc còn nhỏ, qua đó cũng dạ, đúng rồi. Tiếp thu tiếng Anh, tiếng Ơ rồi nhanh mà. Cái khoảng đó nó cũng lỡ cỡ. Dạ. Nhưng mà cũng được. Dạ, cũng được. Dễ học tiếng Anh. Đầu cũng hơi qua học high school hả? Qua học lớp 7. Phải đi học với những thành phần cá biệt. Bên đó nó sẽ chia ra những thành phần mà ngôn ngữ thứ hai á. Là nó sẽ chia vô. Chia vô những cái nơi mà không biết nói gì á. Còn 13, 14 tuổi nhưng mà không biết đứa nào biết nói chuyện hết. Chia vô cái lớp đó. Là động từ tu quơ. Dạ đúng rồi. Còn là quơ mà đứa nào cũng quơ với nhau ấy. Ví dụ như là bên đó học trễ lắm, 9 giờ mới bắt đầu học. 8 giờ, 9 giờ mới bắt đầu học. Trễ bên đó trễ. Xong rồi còn cái lớp cá biệt của em là phải học sớm. 5 giờ mới dậy em đi học rồi. Là nó sẽ học từ 6 giờ tới 8 giờ là trường phụ. Sau đó từ 8 giờ cho tới 2 giờ chiều là học trường chính. Chia ra như vậy mới học kịp á. Em đi lúc đó năm mấy? 2010. Bây giờ mới đây 2010, 13 năm rồi. Bố mẹ làm gì bệnh? Bố mẹ là có tiệm nail ở Cali. Còn anh của em thì là ở Portland. Chào anh. Hello. Hello. Sáng nay hai đứa em đi dạo biển đó, anh mới cấp lộ phí đường đi đó. À, có lộ phí rồi anh. Bảo bối của thầy trên núi đưa đó. Em đã thay mặt anh bóc rồi đó. Dạ hả? Hai cái luôn hả? Đúng, hai cái luôn. Hai tay kia ngủ cũng êm quá ha. Tay gần với tay quan trọng ngủ êm quá ha. Sáng nay là lạnh, ngủ này chắc tới trưa mới dậy đó. Thôi đi đi để trễ. Ủa giờ mình đi luôn hả? Ừ. Đi về vòng về sớm nữa. Con cá nhớ nguồn, ngược về dòng sông. Con chim nhớ ngàn, tìm về tổ ấm. Thương em bên ấy, anh còn chờ mong. Good morning, chú. Hello con. Chào buổi sáng ạ. À. Sao con dậy sớm vậy? Mới 9 giờ mấy thôi mà. Trời ơi, con thấy con ngủ mà. Ngủ đã không? Hôm trước chú nói là đêm nay con ngủ trong căn phòng đó sẽ rất ngon. Đúng không? Mà ý là hôm qua là chưa cần đêm hiểu không? Đi chơi về là thấy ngủ ngon rồi. Xong đúng là buổi đêm về là ngủ không biết gì luôn. Bây giờ mình làm cái gì chú? Sao mà chú sẽ đãi con với mấy anh chị em ăn một món huyền thoại. Bánh mì gánh. Wow. Đây là đồ chua. Ngon. Chả. Rồi, giờ mình sẽ làm một miếng thịt xíu. Ủa, mấy anh đi đâu hết rồi chú? Đi thực hiện thử thách hết rồi.
Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bãi biển Phước Hải. Tôi là cô Ba Phát La. Tôi là cậu Bảy Khải Đăng. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một câu hát để chào đón mọi người đến với bãi biển Phước Hải này. 2, 3. Gió lên rồi căng buồm cho khoai, gác kèo lên ta nướng khô khoai. Hò hơi. Vâng, và chúng ta hãy cùng đi đến hành trình của cô Ba và cậu Bảy Khải Đăng nha. Hãy cùng theo chân chúng tôi. Trời ơi, cá kìa, cá kìa, cá kìa. Nay có cá gì vậy chú? Cá này hả? Dạ. Cá gì? Biết, cá mắm cá mai. Cá biết hả? Nay có cá mai. Biết là làm mắm bơ. Dạ. Làm nước mắm à? À. Bữa nghe nói ông dưới kia là kéo đường tấn mấy luôn anh. Buông qua đi chứ đâu. Trời ơi. Hút bạc ha. Hút bạc đâu có bao nhiêu tiền ký đâu. 90 ngàn. Rồi cá mai bên kia. Cá mai bên đây hả? Ờ, đó cá mai. Mà coi thử. Ồ, có cá mai gì đó mày. Cá mai kia, cá mai kìa. Có cá mai em chị. Trời ơi, lần đầu tiên đi. Chị coi. Có nè, có mấy cá con. Lưới cá. Này vũ cỡ bao lâu thì xong chị? Rồi khi nào em mới mua được? Em mua vừa ít. Em mua thích ăn thôi. Đúng rồi, này gì làm gọi em tuyệt vời luôn á. Chị, em muốn trải nghiệm dãy lưới được không? Được, muốn cho em dãy một xíu đi. Chạy bên kia. Ok, em chạy bên kia hay là qua đây? Chị em dãy lưới đi, chị hốt đi, em dãy cho. Rồi giờ sao nè? Dạ. Anh ơi, anh chỉ cho em làm cái này với. Một tay cầm cái cục, một tay cầm ở trong đây dãy. Đây đúng không? Đúng rồi. Đúng. Rồi. Đây cảm ơn. Rồi vậy. Hai ngay tử chỉ. Vậy là lớn thôi đúng không? Ra hả chị? Ừ. Rồi con sứa sao biết con nào con sứa? Ừ, rồi lỡ mấy con nó không rớt ra rồi sao ta? Nè như con này nãy giờ giật muốn rít cái lưới luôn nó không có rớt. Không à, không à, bỏ qua. Quá trời cá luôn mà. Có chuyện rít cái lưới của người ta. Thì đó em giật muốn rít cái lưới chưa? Cá rồi không rớt xuống. Rồi, tao rất thì đền chứ. Ờ, đúng rồi. Mua con ký cá mai mà đền cái lưới. Không được rồi, không được rồi. Đưa cá rồi, rồi. Trời cá mai nhìn ngon quá kìa. Bây giờ mình hút cá về đi. Trời nó văng đầy người em luôn rồi. Ủa? Trời ơi, cái bộ đồ màu trắng nè. Chơi xuống biển tắm luôn. Xíu tụi em bơi về hả thành phố luôn. Em tắm biển hả? Dạ không, dạ không tắm biển. Em mình mấy rồi. Dạ, giật cái chút xíu mà cá không rớt nhưng mà rớt xinh. Trải nghiệm. Rớt xinh như người. Đó đang quay đó. Đang quay. Hốt đi, xin hốt cái mai phụ chị đi. Đủ rồi. Nè, đủ rồi. Bây giờ mình lấy cái bịch đi, có cái bịch không? Cái bịch kìa. Đủ ký luôn hả chị? Rồi chị kiểm lại cái lưới có gách đâu mà để tụi em biết tụi em đánh. Hút này vô chị. Là nói đi á, dẻo cô ấy. Ừ. Dạ bo luôn này. Bo luôn. Trời ơi, thôi. Đăng ký được rồi. Rồi, bây giờ chị có căng chị bo. Vậy thôi trả chị 2 ký đi. Không. Đây nhiêu? Ký em. Ký hơn chị ơi, nhìn là thấy ký hơn rồi. Trời ơi, chào thân lắm em. Thôi, đừng có cho em. Nhiêu vậy? Không mà. Thôi mà. Không mà. Lấy đi mà. Cá này về em ăn rồi sao mà ngon, chị bán mà chị cho thì sao? Đúng rồi, chị bán có nhiêu tiền đâu, nhiêu vậy? Giữ lại 50. Đây bây giờ đâu, ở đâu? Cái gọi là của sư phụ đâu? Ủa không có đem tiền hả? Ủa? Gì vậy? Của sư phụ nãy đưa em mà. Ủa? Đây, nãy sư phụ của tụi em là có cho cái này. Nó là khi nào gặp khó khăn trong cuộc sống. Dạ rồi, đây giờ khi nào gặp khó khăn trong cuộc sống mới mở ra. Trời ơi, dư. Cẩm nang. Dạ, cẩm nang. Đây 200. Wow, trời ơi quá dư dả luôn. Trời ơi, quá đã luôn. Quá đã luôn. Này là chị nói nhiêu 50 hả? Ừ. Thôi. Đầu năm em lì xì chị 100 luôn. Thôi lì xì 100 luôn. Lì xì luôn. Quá lì xì lọc, lọc năm mới. Lọc. Cảm ơn nhiều. Bán dạ, ngày mai dứt thêm được tấn rồi nữa là được rồi. Nha. Yeah. Chúc chị năm mới phát tài. Rồi sắp tới là mình kéo được là cỡ tấn 2 tấn một mẻ. Yeah. Kể vậy ok không? Ok.
ok. Dạ. Quá ok. Thank you chị nha. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhé. Cảm ơn chị nha. Em đi anh. Dạ. Dạ. Bye anh chị. Bye anh chị. Mình xuống mình rửa tay đi. Xong tôi cái này nó ngứa. Hình như hồi nãy em mới cũng bóp được con sứa hay sao á. Con. Ờ nó ngứa quá, ngứa cái. Trời hồi hôm qua. Nãy lúc đầu ra là người ta nói là không có cá mai. Đúng rồi. Không có cá mai, người ta chỉ nói có cá gì? Cá díp, díp, gì? Cá lép, lép, lép huyết. Lép huyết. Cá lép huyết. Cá lép huyết. Cá lép huyết gì đó. Cá làm mắm thôi à. Ừ. Xong rồi phát la đi, hỏi vòng vòng cuối cùng cũng ra được cá mai. Hên quá. Từ như đây là ok luôn anh, êm luôn á. Buổi sáng bình thường luôn á. Ra rửa tay, rửa chân, tắm cái rồi tắm không? Hả? Tắm không? Không, không tắm đâu. Nhỏ lớn sợ tắm biển. Wow. Mát quá. Không biết anh sao nha, em ra biển mà em nghe tiếng sóng em thích lắm. Mà mỗi tội là không tắm biển thôi. Đem về nhà rửa coi chừng nó trôi ra hết biển nữa bây giờ. Không sao được đâu. Nè nè. Rồi sao đổ ra. Chích cái lỗ dưới. Đó vậy thôi. Dữ ta. Quá trời dữ. Thôi đi về rửa ông nội, về nhà rửa cho nó lẹ. Anh cầm nhà giùm em rửa tay em coi. Dạ lừa lớn quá. Hello. Ủa? Chú ơi con trộn được chưa? Trộn đi con. Kêu nó đeo bao tay để trộn. Mà nó đeo xong hỏi trộn được chưa? Chưa đâu, để năm sau trộn. Ấy là nhiều khi trộn chưa? Chú nem nem. Massage, bình thường ở nhà là chỉ là em làm cũng được lắm đó mọi người. Em tự vô bếp em cảm thấy em rất là gì đó và này nọ em cũng chuyên nghiệp lắm. Mà sao về tới đây em gặp chú Giang em kiểu như là chị không ai thấy mà cứ khoe hoài cả. Thì mấy anh ơi, mấy anh phải biết là nó có một cái dạng mình bị khớp á. Mình bị khớp mà mình không biết làm gì á, chứ không phải là mình không biết làm gì. Khớp là kiểu bệnh của người có tuổi hay em. Khớp khớp hả? Khớp chân khớp tay đâu mà. Vô đi thì thôi cho nó mới từ từ nó chín. Ngon quá. Được chưa con? Được chưa? Dạ luôn. Rồi, chào chị. Ủa, sáng nay là gỏi nữa ha anh? Đâu, hôm nay là bánh mì gánh. Trời ơi, chết chết rồi. Anh Trung thích ăn bánh mì không? Trời ơi, rất. Đam mê luôn hả? Rất thích. Đu đủ bỏ vô hả anh? Đu đủ đó là anh làm đồ chua. Làm đồ chua à? Đồ chua đu đủ là kiểu miền Trung của em. Dạ, yeah, dạ yeah. Nhưng mà anh làm nhiều topping lắm. Để tất cả mọi người có thể. Cái này giờ tới bước nào chú? Rồi, tới bước này. Con thấy cái này không? Dạ, con thấy chứ. Rồi con vò viên cho chú. Ok, cái đó con làm được. Cỡ này thôi chứ hả? Chú sao con thấy nó vẫn mềm mềm? Nó không cứng được con, nó thịt mà, nó không phải. có lụm cái viên đá dưới đất thì nó cứng hơn. Chú ơi con dò hình trái tim có được không? Nani. Thế ổi cũng được nữa. Ngủ đêm vậy khai khẩu luôn. Chắc không kịp gói cho em ổ bánh mì em đi đường đâu anh hả? Không, anh sẽ kịp, anh sẽ làm cho em kịp. Yeah. Thế bây giờ anh còn làm gì em làm thêm cho phụ nè, nhanh nè. Okay, thêm đồ mới chả lụa ở đây nữa. Dạ. Dạ. Trời ơi chả nóng. Đúng rồi. Thơm quá ngon quá. Mới lấy sang này. Trời đất ơi. Trời nghĩ tới khoảnh khắc mà cắn tổ bánh mì vô cảm thấy thật là tuyệt vời chứ. Sáng nay đã nỗ lực quá trời nha. Ok con đã lót xong rồi chú ơi. Bây giờ chị xếp đồ lên. Thật sự dạ ok chưa? Dạ rồi. Sạch sẽ chưa? Không một hạt bụi đúng không? Lấy cái hũ kia xuống đây. Hũ kia là hũ gì chú? Bơ, cái chén bơ. Ngồi đây. Ngồi đây canh. Đúng rồi, không cho con rùi nào nó vô hết. Ok, cái đó con làm được. Trung, cửa vậy cháu? Dạ được. Con ngồi vậy nhưng mà con cũng đang rất là giữ mình luôn á. Giữ mình hả? Kiểu. Chứ không có buông thả hả? Ý là để không ăn dụng á. Còn sạch hết không anh? Đủ rồi, đủ rồi. Wow. Thôi chả nóng luôn á trời. Chuẩn bị làm cho Trung cái ăn này để lên đường nè. Dạ bán cho em xin hai ổ anh nha. Thở sâu quá anh, ngon quá. Wow.
Trời ơi. Thôi rồi. Lâu ăn bữa kệ. Dạ. Yeah. Cho nó xứng đáng. Xứng đáng chứ. Ủa. Vậy là hồi anh đi quay show được không? Được chứ. Mấy có sức đó, mấy có sức. Chưa, chắc miếng thịt xíu nữa. Ngon quá à. À. Vô, vô. Ồ, em cảm ơn anh. Anh đi cho bán cho em xin ổn được. Được, được chứ, em cứ ăn cái đó trước đi. Liền tại chỗ luôn anh Trung. Em phải vừa đi vừa ăn rồi. À, vừa đi ăn hả? Dạ. À, trời ơi. Mấy anh ơi, về nhanh đi. Wow. Vô, cá vô. Ra coi đăng. Ước cái kiểu quần của ba. Ước kiểu quần. Cái. Cá vô. Kẻ thúng vô anh. Ồ. À. Mực không hả? À mực, mực là phải câu đêm á anh. Mực. Mực là phải câu từ khuya á. Ừ. Đã ghê. À ha. Toàn là trải nghiệm luôn á. Đi bây giờ qua coi. Đi. Cái này đang là hồi nãy em nói đó, hồi nãy em nói anh á. Đang câu tôm tích. Đó nó có những cái lỗ là người ta bỏ xuống người ta câu tôm tích á. Có tôm không anh? Ồ. Câu tôm tích hả anh? Mấy anh này giỏi chưa? Trời ơi cái tôm sữa này mà hấp dẫn chưa? Wow, cảm ơn anh. Chiên giòn lên. Thôi giờ giờ vòng về đi ha, để cho đánh giá anh chửi nữa. Ok, tạm biệt. Bye bye em. Bye bye anh Trung. Thế em cuối nữa nha. Ok. Bye bye anh. Bye bye em. Dạ. Gắn lại học hỏi chú nha. Hẹn ngày tái ngộ. Hẹn ngày tái ngộ. Hai Linh Hai à? Vâng. Chào Thiếm đi con. Thôi chị nhớ là... chị 11 tuổi á hả? Đâu có, ôi. Chị lớn em có 2 tuổi thôi. Chị 21 tuổi. Em 21 mà. Thứ hai anh có dành không này. Thứ ba anh có bận không thế. Đêm nhanh hết 3 ngày sau. Chỉ mong thời gian trôi mau. Và thứ tư trời mưa. Đi về một cái nơi mà nhiều cây xanh. Giờ đi đâu vậy? Ủa chỗ hả? Cái đồng Hoang Du vậy sao tự nhiên có cái xe xịn vậy trời. Xe này không biết có ai trên đó không ta. Quay nghĩ sao là. Go where? Go to my house, Destiny. Cái chân này hơi đậm không nhỉ? Không. Trời ơi, biết sao không? Ê, nói nghe nè, tụi mình đi vàng hàng ngang vậy luôn không hả? Sao, dưới đây anh Giang mua rồi, đất này cũng Giang hết đó. Trời ơi, vậy hả? À, nguyên khu này anh Giang, bên kia cũng Giang. Ê, tốt. Đây, chào mừng đến với nhà trọ Destiny. Đã thấy rất là nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên được đặt chân mời vào. Mời mọi người vô. Giang chắc anh đi ngủ tiếp rồi. Wow. Vô, chụp cho hai người tấm hình nè. Chị sẽ đứng dậy để chị thấp hơn. Anh biết chụp hình không? Biết. Lệch khung. Ủa, trong đây nó lệch ta. Không phải diễn viên mà không phải làm photo đâu em. Trong đây lệch. Đừng có nói như vậy. Rồi, quê đâu? Quê ở Sài Gòn. Quê Sài Gòn, ký vô. Tỉnh ở đâu? Hà Nội. Quê em Hà Nội luôn hả? Em đẻ Hà Nội luôn hả? Ừ. Em đẻ ở bên Nga con. Em ký tới không? Đây, chỗ đó đó. Ủa Hà Nội là mới Hà Nội có mình em luôn đó. Thật luôn. Ừ. Ôi. Sao ký bự quá vậy, không chừa chỗ cho người ký khác. Ký hổn ghê, bé này nhỏ mà hổn á. Hổn vậy sợ. Tú thấy không? Đúng rồi. Mới lên xíu mà hổn vậy, dập nó xuống rồi Tú. Dập nó xuống. Xuống đi, giờ lấy gom bôi đi. Này đi, để em ký to hơn. Nè, em hổn cỡ anh Bắp á. Đi, mày ra đây. Ra đây, có điều bất ngờ. Đây. Ồ. Oh. À. Đó mình ghim cái này. Đây. Đứng mình chung. Mời lưu lại kỷ niệm. Em thấy anh có nhiều hình trong này nhất em phát lạ. Thì anh là quản gia đây mà. Anh quản gia dưới đây. Thật ra nhiều khi anh là con
rơi của anh Giang đó. Hả? Anh là... Anh Giang như cái chân mày không đậm bằng anh ấy. Và bé của anh Giang. Cảm giác nó nhức nhức cái đầu bà con. Thấy hình ảnh của mười khó và chính xứ. Chính xứ là cái gì? Chính xứ thì mười mới khó. Trời Tú hài quá Tú ơi, mới vô là hài rồi nha Tú. Ôi, chào quá! Mới tới hả? Ôi, chào anh Vika. Trời ơi, hello, hello. Hey, hello anh. Hello anh. Không, mình nói tiếng Anh đi. Từ xa về phải nói tiếng Anh. No, no, hi, no. Hi, how are you rồi đó. Tôi mệt lắm. Chào, chào. Chào bé. Sao tay anh lạnh quá vậy? Anh mệt hả? Anh đi chạy xe nãy giờ. Trời ơi, vậy là xe anh xịn lắm đúng nè. Mới lạnh đúng lắm rồi. Nè. Anh đi đâu về mà lạnh vậy? Ủa sao ai cũng mất cấp đã vậy? Cấp vậy hả? Cái mất cấp đã vậy? Mặt mệt nè. Sáng nay em đi mua cá ngoài chợ. Dạ, cấp gì? Cho anh làm mạnh cái đi. Sáng nay em phải đi mua cá đâu, tút ngoài biển đó. Là bà con vừa đánh cá vô cái là tụi mua về luôn nè. Sao không nói anh vô chờ cá anh lấy? Thì đó, đâu có biết. Thiệt luôn á. Thôi giờ mình vô nhà gỗ đi. Vô nhà gỗ ngồi ngồi nói chuyện. Đây là vali vi cá hả anh? Bầu ngư vi cá rồi hả? Làm gì có. Đây. Hai cái tên đó là chẳng qua tại vì thèm không có ăn đặt đỡ á. Xem cáo vậy. Anh biết em là em với cương vị làm nghề gì? Tấu hài. Hả? Em có nhóm hài mà. Hả? Nhóm hài Minh Tú đó. Hả? Ừ. Tôi làm người mẫu đó, xin nghề tử nghiệp. Ủa trời ơi. Ủa? Xin nghề thôi chứ không có tử nghiệp khúc đó. Trời ơi. Hello Tú. Wow. Hello Minh Tú. Hello anh Vi Cá. Hello Trường Giang. Dạ dạ. Anh là người mới tới được ăn liền vậy luôn. Mới tới ăn liền ngày hôm nay. Wow. Đã dưới trời. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một gọi là bánh mì gánh. Trời đất ơi. Trời không uổng công em đi kiếm xe 10 tiếng hồ xuống đây. Ủa em đi đâu 10 tiếng hồ? Em đi từ ở bên chắc là đau vậy. Rồi mọi người ngồi vô. Cá gì hả? Cá mai. Trời ơi, trời sáng nay đi lên tới đó là hỏi là không có cá mai luôn. À. Có cái cá gì mà lép gì? Cá lép nhíp. Cá nhíp lép. Không, cái lép huyết. Cái gì? Nhíp lép. Cá lép huyết. Cá làm mắm. Làm nước mắm á. À. Bây giờ xuống dưới nhờ chị. À nhưng mà có biết không? Bây giờ xuống dưới nhờ chị làm sạch đi. Rồi lát mình làm đồ ăn sau, còn bây giờ mình lên hưởng thụ. Ủa máy quay chế độ bao dây luôn hả? Chế độ bao dây. Thì hôm nay chúng ta có một cái bánh mì gánh. Đây cũng là một trong những cái gọi là cái món ăn gọi là đỉnh cao của Việt Nam mà đúng không? Bên kia là bánh mì giả chứ. Bánh mì giả hả con? Bánh mì giả. Ăn được đâu? Ăn thì chết. Bé mới đẻ hồi sáng á. Ai? Bé. Đẻ xong cái ba má bắt đi chơi luôn á. Gì vậy? Tú ngồi đi Tú. Anh ngồi đi, anh lớn hơn anh ngồi đi, kính lão đắc thọ. Chủ đây con làm cho. Chị hai quên ba tê vô chị này hò là sáng giờ là em làm cái gì đó thôi đúng không? Em hò thôi đúng không? Ủa mì ngon quá, giòn giùm luôn hả? A little bit. Ok. Less spicy please. Ui, thấy chưa? Là trời ơi, English for today, thank you very much em ơi. No, no. Chà bác. Bây giờ hỏi Linh Kha cái nè. Biết tại sao treo cái bịch vậy không? Bé nó mới đẻ thiệt luôn đó ta. Chị hai ơi ghê quá, show mình vui vẻ, đừng có tâm linh quá. Đuổi dâm. Thế cái này là gì? Đuổi rồi. Nè, cho nước lại cho hai bé đó cái. Ok, nè, ổ này ngon lành rồi nè. Con rồi, con ăn bánh mì nha cha. Đưa cầm cha luôn hả? Không. Nè, cho con nữa ổ. Ok, thank you. Cảm ơn. Wow. Nè, tôi thử nước nữa đi. Ok bạn, cảm ơn. Xong rồi mình thử cái món khác nữa. Mời gia đình nha. Mời cả nhà. Mời nha. Ủa thằng Thu kia đâu rồi? Đang đâu rồi? Ủa đi đâu chơi rồi? Ồ, chào mừng giờ... đến với... Wow, cái mặt tự nhiên bây giờ sáng lên. Sáng bừng lên hả? Lại. Sáng bừng lên ha? Sáng bừng rồi. Đúng rồi, nãy nhợt nhạt lắm mà ta. Mà nó hơi tông úp một cái không bạn? Không có, đi thay đồ thôi à. Tại vì cái bộ đồ này nó bị tối. Thế cái bộ này làm cho gương mặt bạn sáng lên. Sáng bừng wow. lên. Rồi, tôi làm cho pha lát cái nè. Hấp dẫn quá. Ngồi lắm Phát ơi. Em ăn bình thường hay là ăn trong nước mắt? Full option đi anh. Con gái ông bán bánh mì. Ghê vậy, sáng nay đồ mi mảng miếng đồ đầy đủ ta. Kiểu dớt giác á. À hả? Em cỡ đang phải hai ổ, có những trải con. Được quá. Ngon quá. Cây ha. Chắc làm nữa ổ xíu mại nữa đi. Rồi xíu mại đi chứ. Mời quá. Trường Giang món mì chuyên nghiệp với ta.
tài khéo léo lắm nha. Tú nãy giờ bao ổ chưa cưng? Ôi xạo hoài. Hết Giang làm cho em nãy giờ. Em ít ăn lắm, em ăn hết rồi hỏi rồi đúng không? Làm sao để chị ăn hết vậy? Một lần chị ăn năm không à? Ê, con ăn miếng bánh mì chú mày không? Dạ thôi con ăn một ổ rồi biết rồi. Hay là con ăn một chén bánh chú mày chấm không? Đúng. Đúng rồi. Đúng rồi ăn nha. Có miếng cá không con gái? Dạ không, chú mày thôi cha. Chú mày đúng rồi. Ngon. Con ngồi bên kia ăn cho thoáng này con. Ở đây nó che hết, con ngồi ở chỗ cái điện thoại, con lấy cái ghế đen rồi. Ôi. Này đồng vui quá. Ngon quá rồi. Đúng là nhà trọ Destiny. Ăn ngon không con? Ngon ạ. Con thích ăn bánh mì không? Vậy hả? Ghen. Gì? Ớt cay dữ hả? Ờ. Dính dính đòn rồi. Ngon nghĩ cũ không? Trời ơi, mười yêu cũ có tính mười mấy người lận. Đang nói người nào? Con 32 năm trong cuộc đời này rồi. Em thấy ăn này xong vào ngủ hợp lý. Nhà con được ngủ, sao chú đang đòi ngủ vậy? Ui hôm qua con háo hức, 4 giờ sáng con chưa ngủ được. Ai làm gì con ngủ không được? Được mời đi quay. Em ở xin chú Giang 4 năm rồi, em mới được đi quay mấy này. Đây là cái mì xíu mại của Hải Đăng. Yeah. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá nhưng mà no quá. Hay quá. Trời ơi, chuxi chuxi. Thôi đừng nóng nha, con nước xíu mại nóng lắm. Trời đất ơi. Để mấy ổ mì qua đây giùm chú đi con. Ủa, trời ơi, mọi người. Ngon quá rồi. Mọi người no lắm rồi anh ơi. Hôm nay làm cho mấy anh ghi phim ăn luôn. Rồi rồi. Có bao giờ mà mấy anh ghi phim mà Hạ Đoàn mà được siêu mẫu international mà nước mì chưa? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Để tôi. Cái ổ bánh mì này cầm rất là chắc tay. Đây, con nướng. Sau đó con nướng đổ nào con truyền qua đây. Rồi, banh ra. Mở ra rồi, ớt. Con tưởng bơ chưa? Cãi cha cãi mẹ. Chăm từ con hư. Đúng rồi. Bơ ba tê. Nhanh tay lên. Trời anh thấy vừa áp lực không chưa? Không nói. Đường đi để cho chị ra. Đây, cho tôi làm. Vừa leo vô đừng nói chuyện nữa. Làm việc đi. Cái này bỏ sau. Ê nó quýu quá mọi người, nó quýu mà. Bỏ hai này vô. Vô đây con. Thằng này tên là Bòi Bơi Bơi Bơi. Bòi Bơi 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 Bơi. Con bỏ này ra được chưa? Ngon miệng hen. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ ăn bánh mì từ sáng tới tối không có quay gì hết trơn. Chú nói là phải giữ lời nhá. Nhỏ này chứ học tính xấu. Không, con học chú, con học lanh của chú với cả chị Minh Tú. Vậy vậy? Nói chuyện làm lanh tay lẹ mắt lên. Con làm nhanh hơn cả cô bán bánh mì luôn rồi đấy. Sẽ được rồi nè. Wow. Lanh tay là cái tay nhảy còn lẹ mắt là vậy hả? Nhỏ này riết đâu tấu hề nó không còn làm siêu mẫu nữa. Bởi vì nãy mới vô anh nói là đúng rồi, em có nhóm hề mà. Không phải chị làm diễn viên hài từ lâu rồi mà. Trời ơi, ekip đợi lâu quá rồi kìa, có người xỉu kìa. Lẹ lên. Đây ạ. Dạ. Chú ơi lần sau nhá, mình này đừng để cái thìa này làm bơ, nó bị cấn lắm, không làm được. Nó dài lại ba luôn rồi. Trời ơi các bạn kìa, cột tóc lên được không? Có, tí con cột. Cột lên giùm nó cái con, để cái đầu tóc, thấy cái đầu không thấy con mặt đó chứ. Đây chơi, hai ổ. Cái đoàn này 40 người, con làm vậy chắc tới chiều mới xong đó. Con thấy chú vừa làm thế mà. Trả treo thì giỏi không à. Thì sao con mì liên tục cho nó áp lực. Trời ơi, dán vào tay luôn chứ, nhìn nó nóng nực quá. Nhìn nó mà nóng lây luôn á. Thế chú phải lắp thêm cái điều hòa ở đây. Vô anh ơi. Đang nói chuyện đi cưng, ăn nữa không? Dạ đúng rồi, nãy ăn hơi gấp nên giờ đang không biết làm gì nè. Ra chạy 3 vòng đi. Không có thể nào làm cho anh hai ổ to go được không? Ok ạ. Xin cảm ơn. Để làm và hậu tạ sau. Đã. Quá đã lắm anh ơi, xuất sắc luôn. Nhiều ớt hay ít ớt ạ? Dạ cười ra nước mắt ạ. Ăn trong nước mắt. Nói chứ cũng vừa thôi con giết người hả? Vừa thôi con giết người mà. Người cái hay á, cái gì cũng nói lại hết trơn. Cá mồi nha. Ok. Nhưng mà đắng. Ít cái nước thôi. À không, anh em to go. Cái nào đem về thì con bỏ muối tiêu thôi, đừng bỏ nước. Cá không, hơi xíu mại cá. Ăn liền á, đây để dành. Dạ để dành. Nãy giờ ăn hai ổ rồi giờ mà nói mình ăn liền nữa thì cũng kỳ. Đây là cũng muốn giữ lại chút hình ảnh chứ lên xe là cũng vặn hết nhiều khi bước ra khỏi đây là hết ổ mì đó rồi. Rau ráng rồi ha. Dạ vâng. Rồi đem về đi. Thank you. Ê Linh ca, ok thì con đừng đi hát đây, mở tiệm mì bán đi con. Về sau nếu con không đi hát nữa thì chú chỉ con cách làm xíu mại. Con bán. Không, cái này to go. Dạ rồi em xin phép mọi người. Thôi khỏi phép tắt về đi. Em xin được chúc cho mọi người sẽ có một năm mới thật là bình an. Về đi. Dạ xin cảm ơn mọi người. Đây, xin đây, chào mọi người lại. Có vô nè. Rồi. Rồi xin chào mọi người và hẹn gặp bye lại. Bye bye. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye em. Bye bye. Bye bye Đăng, về cẩn thận nha. Dạ. Lái máy bay vui vẻ. Lái máy bay an toàn. Đừng thắng gấp. Thường lộ bình theo an. Kinh nghiệm của chị thắng từ từ thôi, đáp gấp nó sốc. Thôi để em tiễn với toàn bé ha. À tiễn đi. Thương lắm, bé đang vụt vỡ. Đây được một ổ nữa rồi nè. Đủ. Nóng nha. Đứng dao lên, nãy chị sao?
Dạ rồi, đúng. Nhanh lên. Lớp học làm người. Khi nào mà con xuống lỗ là lúc đó con trưởng thành. Sao con quăng miếng mà nó xa khuất không vậy con? Tâm linh. Tại vì dạo này con đang chữa lành tâm hồn con lắm. Mùi khui tiêu khiêu chưa? Đó. Mùi khui tiêu khiêu vô coi chưa? Rồi, rồi. Mùi khui tiêu khiêu. Thôi làm đi. Mùi khui tiêu khiêu là gì vậy? Mùi tiêu. Cứ phải làm khó vấn đề lên. Từ ngữ. Nhỏ này không nói nhớ chết. Con thường tham gia sâu rồi chứ. Thôi con im. Anh uống mì em dễ cắt không? 10 điểm. 10 điểm. Bánh mì đi. Lấy mì qua cho anh Tuyên anh nướng. Ủa, bánh mì đi. Nướng hết cho cả đoàn mà. À. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye nha. Bye nha, vô nha. Rồi đăng ghi rồi. Giờ tới dân nha. Chưa tính ở đây tới chừng nào? Để chị ở bên. Trời ơi mày kìa, nhanh anh lên. Anh nghe chưa? Anh nghe con bé nói gì chưa? Bé nói gì? Bé nói lại với em. Để chị ở với em đi. Chú nghe chưa? Rồi hai đứa lát vô nhà kho chơi nha. Nhà người ta đứng sau tao đợi mì kìa. Anh có cần extra em thì đâu. Coi như thôi đừng có giả bộ. Đừng có giả bộ lấy lại hình ảnh. Để lên. Hát bài vừa lãnh mì hát nghe chơi ha. Thôi hát bánh nước bọt vào đây. Hát bài mới ra của em đó. Em đã ra, em ra lâu rồi mà. Đối với chị là mới. Cái gì? Cũng đó vô cái chân. Hát đi, sợ nước bọt văng vô thì đây anh bịt khẩu trang cho em. Hát đi. Đâu là thở ấy. Hát đi. Thứ hai, hai, ba. Thứ hai anh có rảnh không nè. Thứ ba anh có bận không nè. Đêm nhà anh hay cần. Không thuộc rồi mà hát nó luôn hả? Em thuộc. Ca sĩ hát mà không có nhiệt huyết gì vậy? Mọi người khi xem được tập này thì hãy book em đi hát nha, các nhãn hàng quảng cáo. Em phải hát người ta mới book được chứ. Nó còn không thuộc rồi, bài hát không mà xong, hát nói gì? Cũng không được. Nói thì bị chửi từ lúc đầu cửa kia đến lúc bây giờ vào thì làm sao mà dám nói. Nó cay cú, nó không muốn hát. Ở đây ai mà không miệng nhan chửi. Chỉ tôi coi coi. Thôi vậy, sao cay nghiệt với người ta quá vậy? Ủa, đang diễn hậu cung quá hả? Rảnh ở lại chơi chị, để chị em mình cùng bị chửi một thể. Con trai con có tên là Linh Ca. Con ấy hả? Sao không đặt tên là Linh Tinh hay gì đó? Đặt Linh Ca. Con nghĩ là cái tên nó cũng vận vào nghề ngành nghề của con ấy. Một phần con cũng thích hát. Thích hát thì liên quan gì cho cái ca? Karaoke đồ đó chị. Đặt là Linh Vong rồi đó anh. Vong Linh nữa. Mà sao người ta phát đây miếng cõi âm không? Nhà trọ âm dương mà. Anh hôm nay toàn những cái miếng âm cõi âm trần gian không à? Linh giờ này có đi diễn ở chùa không? Chưa có show ở chùa thì em vẫn đi hát thôi. Để anh giúp em nè, nếu mà có đi diễn ở chùa lấy nghệ danh này. Linh Thiên. Không đâu. Đúng không? Xin mời nữ ca sĩ Linh Thiên. Bon. Khoái lắm này gì á. Anh được lắm. Nay đi ăn bánh mì mà con quấn cái đầu chứ quá đi qua hậu chứ. Dạ, con tôn trọng những người mua bánh mì. Mới đâu con hôm tôn trọng khách hàng. Vậy là con nói này không tôn trọng hả? Đúng rồi. Con rất là kiểu yêu công việc hàng ngày của con. Em tưởng đến đây chị đi fashion show không á? Mỗi ngày con sẽ thôi dừng đi con, nãy giờ nó không vui dừng đi. Nè, con cũng đang có cơm đâu, tranh thủ ăn đi. Đây, để đem ra cho. Rồi cái tay nào lắc không kết. Hôm nay không có cơm đoàn đâu. Thiệt luôn chứ. Không có cơm trưa á. Ăn bánh mì không? Đây. Thứ ngon quá vậy. Cận đẹp đẹp nha. Cận đẹp đẹp nữa. Tôi là hối lộ này là cận tôi đẹp đẹp nha. Tôi là hay thích mấy cái cận chặt Mỹ đó. America. Ôi, sắp nghỉ. Cầm ra đi. Tội nghiệp bánh quá à. Anh cầm đấy. Không ấy để em quay cho. Để em quay cho để anh ăn. Ok. Đây em quay cho. Mày gán mày kiếm công việc trở lại gì. Anh Giang con nó phá đoàn kìa. Tháp xuống rồi. Đô ly. Chậm thôi. Rồi đi. Phong kết tự động hả? Chạy đi. Đâu tôi phong kết nha. Chạy đi. Qua. Tới mặt anh Giang. Ao mặt anh Giang. Hay quá. Đợt sau đừng có mời làm diễn viên nữa. Này chúng cháu quay đi. Có cách nào quỷ diệt nó luôn không? Đợt sau cho nó mời vô quay đi. Tao quay dùm một cái nét nhìn nó hanh thông coi. Hanh thông. Nét hanh thông là sao? Chị ơi, cận nha. Rồi hanh thông lên.
Trời ơi, bây giờ nó rớt xuống nó bẻ cái đời đi cười chết á. Đây, tôi đang diễn cho nè. Em thấy cái tay người ta đúng không? Em phải chạy từ đây nè, chạy. Nhanh đi. 2, 3 chạy nè. Mỏi quá. Chạy lên. Đó. Đỡ nặng quá. Hết quay nổi rồi. Là hết quay rồi hả? Yếu kém. Ăn đi, ăn đi. Như đó là nỗ lực lắm. Lương chi đôi mà sợ. Ăn thử mấy. Tới lượt tôi làm cho tôi. Phụ chót lúc nào cũng ngon. À chính là chú sợ mọi người làm cho chú nên là chú về tự. Không phải tại chợ mà không đủ cho mọi người ăn nên ăn sao. Anh Giang hay ăn sao lắm. Giống như chơi trong cung hồi xưa đó. Vua trước khi ăn là phải thái giám thử độc chứ. Đó. Đúng. Cận chặt Mỹ. Qua cho anh cái khung cận thị đi. Đúng rồi. Tập nào cứ có bánh mì chú gọi con về con làm cho. Anh Vũ nghe chia đôi lương cái sợ sợ cho lấy máy thầy. Thôi cho tôi mượn đi chia ba bộ. Có miếng cơm của quay phim thôi mà nghệ sĩ dành quá. Rồi bánh mì xíu mại này ai ăn mà gọi là bánh mì chấm là rất là ngon luôn á. Chắc Tiên cũng phải làm miếng chứ hả? Thôi no lắm rồi. No rồi hả? Để dành đi chiều đem về. Có gì đem về nữa. Làm gì còn với đoàn. 11 giờ trưa rồi cha. Mấy giờ rồi? Mình nên đi qua cái phân cảnh khác chơi. Không, ngày hôm nay có một phân cảnh. Vậy là... Đâu? Phân cảnh này dựng thành 4 tập đúng không? Dưới cái gánh này là trò chơi này mở ra. Có trò chơi với đây. Rồi. Ủa? Ủa đồ của ai vậy? Của tôi đó. Ủa sao có đồ Toby nè? Em tặng Tiên hả? Đâu, đồ tôi bạn. Nhưng mà ấy là phát tặng hả? Em gửi tặng Tiên á. Ủa rồi em tặng hả? Chưa mặt luôn mà tới giờ nó không biết sắp mình luôn chứ. Em gửi tặng anh mà. Really? Hèn chi. Nhận hai cái áo không biết ai tặng á. Gửi nhận ở đâu? Nhận ở nhà, ai ship về nhà đó. Ác thiệt chứ. Trời, đôi dép được của ai mà mắc tiền vậy? Đôi dép được của ai mắc tiền vậy? Của em đó. Trời ơi. Cái đôi dép là bao nhiêu tiền? Đâu? Ai vậy anh? Phát La. Em quăng chú hồ cá giùm anh luôn đi. Có sự tự trọng không? Để từ hôm qua rồi. Là mất tự trọng từ hôm qua rồi đó. Yeah! Còn cái nữa. Em quăng lên lúc nhà mới định. Ê! No! Em quăng lên lúc nhà mới định. Sao mọi người làm vậy với tôi? Tôi chưa đủ khổ sao? Trời ơi. Trời ơi. Rồi chuẩn bị mình sẽ chơi trò chơi em đây. Ủa giờ chơi trò chơi hay đi tắm? Chơi trò chơi nhẹ nhẹ xong mới mình đi ngủ. Ngủ trong chiều mình chơi tiếp. Tại sao đi trễ? Dạ cô, dạ. Tại sao đi trễ con? Tại sao đi trễ? Dạ thì nó Dương ơi. Hái mận cho con. Tụi em đi hái rồi. Con có biết lòng tự trọng không? Sao cô? Đi trễ còn hói lộ nữa. Cô Tú lên đây đứng đẹp hay là vô tủ đứng? Vô tủ đi con. Vô tủ. Ok. Ôi, để giới thiệu ra nha. Quá à. Rồi, chuẩn bị. À, học sinh trang nghiêm. Dạ. Ladies and gentlemen, ngày hôm nay chúng ta đến với lớp học tiếng Việt. Tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ trên thế giới người ta rất ngưỡng mộ. Bởi vì nó có độ sâu sắc riêng của nó. Dạ. Chúng ta thậm chí là người Việt mà còn học cả đời. Dạ. Xin giới thiệu một cô giáo đến từ Đức. Cô lớn là Đức. Cô đến từ Bali. À ok. Cô đến từ Bali, cô có một người chồng tên là Mẹ Xíu Siêu. Mẹ Xíu, Mẹ Siêu. Mẹ Xíu Siêu. Mẹ Xíu Siêu là gì nè? À. Dạ cái này cô giáo. Ủa con tưởng mình giao lưu xíu nữa đi. Không, Jennifer. Con tên gì? Con tên gì? Jennifer Tú. Tôi không muốn cô Tú. Tôi tên là Stella Thúy Liễu. À vậy. Sau đây xin giới thiệu tới quý vị các học trò là cô Stella Thúy Liễu. Thúy Liễu. Wow. Wow. Cô Thúy Liễu mang vớ dơ nha. Cô Thúy Liễu mang vớ dơ nha. Rồi, xuống đi con. Xuống đi con, rồi. Rồi, cô dạy học đi. Wow. Ủa, cô này dạy nhảy sexy dance hay gì? Rồi. Dạy tiếng Việt, tiếng Việt. Ngôn ngữ. Dạ, nó tắt cái trò, ngồi xuống đi. Rồi, con quỳ xuống đi. Ngồi. Ôi, lộn, ngồi. Quỳ là... rồi. Ngồi con. Quỳ là linh thiêng đó con. Ngồi đi con. Cho cô hỏi, ở đây có ai biết từ dướng không? Dướng, cô đánh vần đi cô. Ư, ơ, mờ, ương. Giờ, ương dương. Tôi biết, con biết cô. Nói đi con. Dướng. Nghĩa của từ dướng. Nghĩa dướng là gì? Nghĩa gì? Dướm lông mày. Đấy là dướng. Cái đó nhướng con. Cái đó nhướng con ơi. Bởi vậy con mới đi học. Bởi vậy con mới phải đi học. Không có chỉ cho mặt con. Cô, để con lấy cây đi cô. Thôi, thôi, thôi. Mời em Tuyên. Em có thanh niên già nhất cho cô hỏi. Cô khùng quá, em học phụ đạo, em tới trường lớp chơi. Em tới lớp tham khảo thôi. Cô ơi cô, đây chính là cái roi thần mà ở dưới thủy cung cá coi mới gửi lên cho cô. Ok. Cô bây giờ cô kêu từng người lên trả lời được là cô quánh.
Ui rồi, cô đã soạn giáo án trước khi lên lớp chưa? Chưa con. Mời con, Linh Thiên. Linh Thiên. Trời, trời. Cái tên nghe thấy tháng 7 quá cô. Cho cô hỏi từ cúng. Ê, có G hay không G hỏi cô được rồi. Chứ còn không có G là cô sẽ là cuốn con. Đúng rồi, dễ quá. Cúng. Hợp với con luôn á Linh Thiên. Là gì? Nói đi, đáp án cuối cùng. Ờ cũng là dạ thưa cô. Dạ cô nghĩa dạ, từ cô. Qua đây để mặt lấy gõ mình. Bước bằng bước. Dạ thưa cô, từ cúng là từ thắp hương ạ. Dạ nó đúng luôn thì cô ơi. Hay quá. Đây rồi con ơi. Hả? Từ cúng là cúng bái. Đúng rồi. Thì cúng bái cũng phải như thế này. Thắp hương là một hoạt động riêng lẻ trong cái tổ hợp cúng thôi. Rồi hỏi tiếp đi cô. Thôi học tới đây thôi. Ủa cô mệt hả? Cô thấy nó nhạt rồi. Thực ra cô mới thấy chứ tụi thấy nhạt nãy giờ rồi cô ơi. Cô giúp tụi con tới đây thôi. Vậy thôi cho mình chơi trò chơi. Nhiều ra ít bị. Bằng nhau. Trời ơi. Bằng nhau, bằng nhau. Bây giờ mình nhiều ít bị nữa. Một người ra thì bên kia một người ra là. Rồi ok. Đúng rồi. Đây nhiều ra ít bị. Rồi. Rồi cho một người nha. Rồi 2 3. Nhiều ra ít bị. Nhiều ra ít bị. Nhiều ra ít bị. Nhiều ra ít bị. Cứ xem rồi thôi. Rồi. Luật chơi. 3 đội sẽ chơi lần lượt, mỗi đội 2 người. Cả 2 phải đeo tai nghe với âm lượng cực lớn. Mỗi đội có thời gian là 3 phút và 10 mệnh đề là những câu nói có khẩu hình gần giống nhau. Một người sẽ nhìn đề và diễn tả, người còn lại sẽ đoán sau 3 phút đội nào có nhiều đáp án chính xác hơn thì chiến thắng và nhận một phần quà từ chương trình. Thành ngữ là gì? Nó sẽ là những cái câu trong đời sống quen thuộc. À, hiểu rồi. Câu liếu lưỡi. Rồi rồi. Dạ. Ai chơi trước? Thôi đợi lên chơi trước đi. Thôi. Thôi đợi lên chơi trước đi. Đội Gen Z mà là yếu rồi phải chơi gì? Sau chứ. Trước sau cũng phải chơi rồi. Chơi đi anh chơi ơi. Chơi đi. Con thích màu gì? Con đấy hả? Con thích màu xanh nước biển. Thích màu gì? Màu xám. Thích màu gì? Màu đỏ. Đây con gấu màu hồng. Dính rồi. Trời ơi, cái miếng ngượng gạo. 1 2 3. Wow. Để đây đội nào thắng được con gấu. Wow. Chơi lớn. Ủa cái con gấu này có Destiny mà lấy rồi có được không? Được. Rồi mấy bữa sau cái Destiny gặp Destiny đó. Chú phá trả cho con gấu. Là sao mà dám giữ. Gặp đang quay nữa. Chú anh đòi khán giả đâu. Nhà kia bên đây có nhà chưa? Nghe hả? Dẹt lớn lắm. Ok. Cháu mình biết rồi nói dữ vậy. Cô gắm đi. Hải Nam trong vườn đầy bóng râm thì cô cá, cô gắm. Cô gắm đi Hải. À, con phải cận hả? Hải Nam trong vườn đầy cô. Cô. Đúng rồi. Gắm. Cô. Ồn hả? Cô gắm. Cô gắm đi hai nắm. Cô tắm hả? Cô tắm hả? Cô gắm. Cô gắm đi hai nắm. Cô cắm. Hai nắm trong rừng. Trong rừng. Cô cắm hai nắm trong rừng. Đúng rồi, trong rừng á. Nó cứ phè giống như vậy. Cô gắm. Đi hả? Hai nắm trong vườn. Đây. Cô vườn. Vườn. Cô gắm. Gắm. Đi. Hải. Nắm. Đúng rồi. À, trong vườn. Đầy bóng râm. Hả? Bóng mát. Qua đi con. Bóng mát. Trời mưa hả? Bóng mát. Đau lỗ tai quá. Cô tắm hai nắm trong đi, hai nắm trong vườn. Anh ca đi, anh cứ nói gì mà trời cho cô anh. Biết đang mở bài gì không? Bóng mát à. Có chơi thì có chịu. Bóng mát. Cái gì? Bóng. Quang. Quang. Bóng. Bóng râm. Quang. À. Quang. Bóng râm. Đó đúng rồi. Bóng râm. Đọc. Cô tắm đi hái nắm bông trong vườn bóng râm. À đúng rồi đúng không? Qua rồi. Cô gắm. Cô cắm. Gắm. Nắm. Gơn. Cô gắm. Đúng rồi, vải gắm á. À, cô gắm. À, anh đọc nguyên câu thử coi phải
cô gấm đi hái nấm ở trong vườn bóng râm. Sai hả? Rồi cẩn theo. Đổi đổi đi đổi đi. Bom hả? Bom bom lon ton kiếm cái son. Trời ơi cái gì vậy? Cái trái cây á. Trái chuông sữa. Cái gì mà đấy? Bon bon nhỏ nhỏ này. Trái nhỏ, trái cần ruột hả? Bon 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 bon. Bon bon. Ok bon bon là nguyên chùm chùm đó đó. Bon bon. Chạy. Lon ton. Lon ton. Bon bon lon ton. Bon bon lon ton. Kiếm. Kiếm. Cái gì? Kiếm. 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 Cái son. Cái son nấu. Cái nấu nấu đồ ăn á anh. Bòn bon đi. Kiếm cái son. Bòn bon lon ton đi. Kiếm. Cái son. Cái son. Cái xô. Cái son á. Cái son diễn sao ta? Cái son. À. Cái son. Cái son. Cái son. Nấu canh. Nấu canh. Nấu canh. Nấu canh. 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 Hấp nước. Hấp. Hấp sức. Nấu canh. Bòn bon. Nấu canh. Đúng rồi. Nấu canh. Xà. Cái gì? Qua. Bò bon lon ton kiếm son. Nấu canh. Xà lách son. Đúng rồi. Đúng rồi. Đọc lại, đọc lại, đọc lại. Đọc. Bò bon lon ton đi kiếm son. Nấu canh xà lách son. Sao vậy? Đổi người không? Đổi không? Thôi đổi người đi anh ơi em. Đổi đi, đổi em. Đổi, đổi. Đổi. Đăng khôi bồi hồi tìm cái nồi đi nấu xôi. Đăng khôi. Đăng khôi. Đăng khôi. Đăng khôi bồi hồi. Bồi hồi. Âu yếm hả? Bồi hồi. Bồi hồi. Đúng rồi. Đăng khôi bồi hồi. Tìm. 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 Tìm kiếm. Tìm kiếm. Đăng khôi bồi hồi tìm kiếm. Tìm cái nồi. Cái nồi. Đăng khôi bồn chồn bồi hồi. Đăng khôi bồi hồi tìm cái nồi. Cái nồi. Cái nồi nấu xôi. Đi nấu xôi. Anh nói cái khẩu hình anh lại ơi. Đi. Đi. Đi đi đi. Tìm tìm tìm. Đi. Đi nấu. Nấu. Nấu nấu nấu. Xôi. Nấu xôi á. Nấu canh hả? Nấu xôi xôi. Nấu xôi. Đúng rồi. Nấu hết chưa? Hết chưa? Hết rồi. Đăng khôi. Bồi hồi. Bồn chồn. Đăng khôi bồn chồn. Bồi hồi. Đăng khôi. Bồi hồi. Đăng khôi bồi hồi. Tìm cái nồi. Đi nấu xôi. Nấu xôi. Đúng rồi. Ủa sai hả? Thiếu, không có chữ đi. Chưa đúng câu nào hết. Cái gì vậy? Thiếu chữ không à? Có câu thiếu chữ mà có câu thiếu chữ à. Ôi muốn tắt tiếng. Ủa là phải đúng 100% luôn hả? Đúng rồi. Chơi dở qua phát hả? Chơi dở qua. Tới hồi tới tụi mình nè. Tới mình cũng vậy thôi à. Trời ơi kiếp ơi kiếp hỏng hạt gì mà về. Chắc hai nhạc mình ồn ào lắm á. Nghe, nghe hai người này chơi biết. Nhức cái đầu luôn á. Con chim chích tre nó đậu cành cây. Dạ ok không ạ? Ok. Ok. Phát bữa tặng anh mấy cái áo vậy? Phát. Bữa bữa tặng anh mấy cái áo vậy? Vậy là nó nghe thiệt rồi. Mình nói chuyện vậy ạ? Dạ. Rồi chơi. Dạ. 3, 2, 1 bắt đầu. Trời ơi. Tay phải. Hả? Tay phải. Trang phải. Tay phải. Tay phải. Bắt. Tay phải. Bắt. Móc. Bắt. Móc. Bắt. 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 Mắt. Tay phải mắt. Tay phải mắt. Bắt. Con. Con. Mắt cõi. Con cọp. Cọp. Con cọp. Tay phải mắt cọp. Con cọp. Con cọp. Tay phải mắt con cọp. Tay trái. Tay trái. Bắt con. Bắt con. Bắt tay trái. Cái gì? Tay trái. Tay trái. Bắt. Bóp. 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 Con cọp. Bóp con cọp. Đọc lại. Tay phải. Bắt. Con
tay trái bắt con cọp, tay trái bóp con cọp, lại tay phải bắt con cọp, tay trái bóp con cọp. Thôi cái này dễ. Xịt. Xị. Chị ơi. Hả? Chị Na. Ủa chị sao? Na. Chị Na. Chị Na. Chị Na. Lên. 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 Núi. Lên ngực. Núi. Độ. Núi đồi đó. Độ. Núi. Hàng. Núi. Đồ hút. Núi. Hút. Lên núi. Gì? Lên núi. Chị Na lên núi. Lấy. 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 Lá. 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 Non. Non. Lấy lá non. Về. Về. Làm. Làm. Nhà. Nón. 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 Chị Na lên núi lấy lá non về làm nón. Về làm nón. Chị Na lên núi lấy lá non về làm nón. Đúng. Đúng rồi. Hết giờ. Đúng không? Đúng rồi. Hết giờ. Đúng không? Đúng không? Hay luôn hay quá. Hai câu. Hai đứa mình. Đây. Anh đây. Con nói lại để chị nói cho anh nói. Em nói không được, có cái miệng em bị đớp á. Ok rồi, ok rồi, ok rồi. Lớn xin nữa. Quá dạ quá dạ. Hai đứa con rồi đó quý vị. Ba, hai, một. Chị Minh. Có. Chị Minh có. Hành động. Chị Minh có hành động. Trời ơi dễ vậy. Ủa vậy dạ. Nhưng có miệng nhưng không biết là chị Minh có hành động. Không. Chị Minh có hành động không. Xin. Xin. Vì. Vì. Hay. Hay. Đi. Đi. Chị Minh có hành động không xin vì hay. Lại. 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 Chị Minh có gì? Lại. À, chị Minh có hành động không xin vì hay đấy. Chị Minh có hành động không xin vì hay. Lại. 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 À, chị Minh có hành động không xin vì hay đấy. Lại, đúng rồi. Đinh. Đinh. Vâng, vâng, vâng. Chị Minh có hành động xin vì hay để đinh. Ghê quá. Dễ, mình chỉ cần nhìn cái miệng thôi, mình nghĩ tới cái âm ấy. Em nghe ngọt cái vần của mấy đội này quá à. Em mình là hoàn toàn không nghe. Đúng rồi, mình không nghe được. Chú. Chú. Minh. Chú Minh, của Minh nữa hả? Không, chú Minh. 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 Chú Bành. Chú Minh. Ờ, Bình. Minh. Ở đây Minh gần quá. Chú Minh. Chú Minh. Chú Bành. Chú Minh. Chú Minh. Minh. Chị bắt đứa sai rồi thôi. Minh. À chú Bình. Bình. Hay. Hay. Tôn. Hay Tung. Hình. 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 Chú Bình hay Tung hình. Chuyện. Hả? Chuyện. Thuyền. Chuyện. Chuyện. Chú Bình hay Tung hình. Chuyện. Thuyền. Chuyện. Tuyển. 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 Tuyển là gì? Chuyện. Chuyện. Tuyển. Yeah. Lấy cuốn chuyện nãy ra cho nó. Chuyện. Chuyện. Hết thời gian chú rồi. Chú Bình hay tung hình thuyền. Chuyện. À chú Bình hay tung hình Nguyễn. Chuyện. À chú Bình hay tung hình Tuyển. Được. Tuyển. Linh tinh. Linh tinh. Chú Bình hay tung hình Tuyển linh tinh. Quá dễ. Đúng rồi, dễ quá. Anh đã muốn phúc xuyên đêm. Anh đã cố lên cố quên em. Nhưng anh muốn tình nào giao thương em hơn. Chị hoài vậy. Sang. Chị Sang. Ăn thì mà có thằng nào là quá dễ. Quá dễ. Bún. Chị Sang bún. Bún than. À, chị Sang ăn bún than. Rau. Lòng. Rau. Chị Sang uống than lòng. Không, rau. Rau.
Không. Không. Chị Sang ăn bún thang. Không. Để thiên không. Ba tôn ngộ không. Chị Sang ăn bún thang không. Không. Rò. Rò. Rông. Lông. Rò. Rò. Không. Đúng rồi, lông á. Xong. À chị Thang ăn bún thang. Chị Sang ăn bún thang xong. Chị Sang ăn bún thang rông. Cờ lông. Rông sang chảnh không. Rông sang chảnh. À chị Thang ăn bún sang không. Chị Sang. À chị Sang ăn bún thang không. Trông. Hết rồi. Hết giờ. Hết rồi, hết rồi. Cờ lông. Hết giờ rồi. Hết giờ. Yeah. Nói gì em? Rông. Rông sang chảnh. Rông trò tròn. Tròn. Tại kia. Vậy ta biết rồi. Thì nãy nói gì nè? Tiên tư tình tưởng tôn một không. Hết chưa? Trời ơi. Vậy thua. Đi hủy chiến. Trời ơi, hình như tôi ở đây lại đây là một sự sai lầm. Ai chiến thắng? Ở lại để phụ chú rửa chiến. Đây, đứng ra, con gấu bông màu hồng. Con được mang về đó, cảm ơn Destiny. Ủa, hai người chứ. Không, chứ em chơi làm cái gì? Bệnh trai lấy chị. Vậy bây giờ mình cắt cái đá của mình, cắt đi. Đây, anh sẽ, anh, đây là món quà của hai mình. Anh sẽ nhường cho Linh Ca cái con này, con nhỏ xíu này. Con này anh đem về anh chưng. Về tay chung không? Thôi mày chơi mày lấy luôn đi. Chúc mừng, rồi đội này chiều rửa chén. Không biết chị ở lại còn đúng không á? Đó bây giờ mày ở lại rồi, tại mày chơi là phải chịu rồi. Con ở lại con báo chú á. Chú hỏi thôi chứ hình như con mới báo á. Chắc tầm khoảng chừng 1 giờ con về á. Chơi thì chơi mất dạy nha. Chơi thì chú rửa mình là chơi mất dạy nha. 5 giờ rửa luôn đi. Chữ này mất cả lần thiệt á. Trở về với thiên nhiên, trở về với tuổi thơ, là nơi nào em đã ước mơ. Chạy hả? Chạy hả? Chạy hả? Sao chạy hả? Chạy hả? Chạy hả? Chạy hả? Chú ơi! Chú ơi! Chú ơi! Chú ơi! Em đưa rồi! Em đưa cho mình rồi! Chú anh! Chú anh! Anh! Chúng ta hãy quyết sống chết ở đây. Trời ơi, những gì đó. Những gì cô đã tiết lộ về chuyện tình cảm của tôi có luôn hả? Cô đã dám tiết lộ vậy là đúng hay chào sai? Chào mừng chúng ta đến với người bị đó. Tôi đâu biết. Cô hãy đợi đây. Đúng.